Rồi, chào kênh LTK, chào cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc ạ. Dạ, cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ clip em nhiều quá. Tiếp tục cô chú ủng hộ tiếp clip em cô chú. Rồi, em tên Lê, ở cái sách Sóc Trăng. Số điện thoại của em là 0971 052 039. Cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú. Rồi, cũng không làm mất thời gian của cô chú, em vô cây số 1 luôn nha. Rồi. Rồi phôi số 1 là một phôi mực quế lá chung bông chùm nha cô chú. Rồi em xem một vòng cho cô chú xem nha. Rồi em đo chiều cao của cây. Chiều cao là 70 nha cô chú. Rồi. Đường kính màu là 40. Rồi em xem vòng nha. Rồi em đo hoành thân của cây. Rồi, hoành thân ở vị trí này là 43 nha cô chú. Rồi. Này bầu ghiên luôn ha. Bầu ghiên luôn anh. Rồi, cái số 1 này em giao lưu với giá là 2 triệu 2 nha cô chú. Em bao ship bao sống toàn quốc luôn nha cô chú. Bao sống 2 tháng thôi ha. Dạ, bao sống 2 tháng 3 tháng luôn anh ơi. Rồi. Rồi, đỡ cây luôn. Rồi, đỡ cây. Rồi tiếp tục là phôi miệt quế lá chung bông chùm mã số 2 nha cô chú. Rồi một cốt dáng nó cũng khá dễ nhìn nha cô chú. Rồi em đo chiều cao của cây luôn. Chiều cao của cây là 60 cô chú. Rồi. Đường kính màu là 32. Rồi hoành thân ở vị trí này là 29 nha cô chú. Rồi mã số 3 này em số 2 này em giao lưu với giá là 950 ngàn nha cô chú. Em bao ship bao sống toàn quốc luôn nha cô chú. Rồi xuống cái số 3. Rồi tiếp tục là mã số 3 nha cô chú, cũng là một phôi miệt quế lá chung mâm chùm nha cô chú. Rồi em đo chiều cao của cây. Chiều cao 70. Đường kính bầu 40. Rồi em đo hoành thân của cây luôn nha. Rồi hoành thân ở vị trí này là 32 nha cô chú. Rồi em sẽ dòng cho cô chú tham khảo nha. Rồi, cái số 3 này em giao lưu với giá là 1 triệu nha cô chú. Em bao ship bao sống toàn quốc nha cô chú. Rồi. Rồi, đã cây luôn. Xuống cây. Rồi, tiếp tục là mã số 4 nha cô chú. Cũng là một phôi một quế lá chung mâm chùm nha cô chú. Rồi. Rồi, em đo chiều cao của cây nha. Chiều cao 65. Đường kính bầu 32. Rồi. Rồi em đo hoành thân của cây luôn nha. Rồi hoành thân ở vị trí này là 23 nha cô chú. Rồi số 4 này em giao lưu với giá là 600 ngàn nha cô chú. Quá dễ chơi nha cô chú ơi. Rồi, rồi đổi cây. Rồi tiếp tục là cây phôi việt quế lá chung mông chùm nghe cô chú. Cây số 5 ha. Rồi mã số 5. Rồi em đo chiều cao của cây luôn. Chiều cao 67. Rồi em đo hoành thân vị trí này luôn nha. Rồi hoành thân vị trí này là 22 nghe cô chú. Rồi cái số 5 này em giao lưu giá là 500 ngàn nha cô chú. Rồi em bao ship bao sống toàn quốc nha cô chú ơi. Rồi ok luôn. Rồi. Rồi tiếp tục là mã số 6 nha. Số 6 dáng cũng khá đẹp nha cô chú.
Rồi em nói chiều cao của cây, chiều cao của cây là 70 nha cô chú. Rồi em đo hoành thân của cây luôn. Dạ. Rồi hoành thân của cây là 22 nha cô chú. Dạ. Cây số 6 này em giao lưu với giá là 600.000 nha cô chú ơi. Dạ. Rồi. Rồi tiếp tục là phôi miệt quế lá chung môn chùm nha cô chú. Phôi này cũng khá dễ thương nha cô chú, có giọng chữ C cũng khá dễ thương nha. Phôi số 7 ha. Rồi phôi số 7. Bông nó ra thơm lắm cô chú ơi. Đây bông. Rồi em đo chiều cao của cây luôn. Chiều cao của cây là 60. Rồi hoành thân cái vị trí này là 22 nha cô chú. Yeah. Rồi mã số 7 này em giao lưu với giá là 700.000 nha cô chú ơi. Em bao ship bao sống toàn quốc luôn nha cô chú. Yeah. Rồi đổi cây. Làm tiếp chút. Rồi. Cái số mấy? Rồi. Cây số 8 nha. Rồi mã số 8 luôn nha cô chú. Mã số 8 này là một cây miệt quế tàn nha cô chú. Em phơm tàn là cho nó gọn nha cô chú. Một cốt cây rất đẹp nha cô chú ơi. Rồi em đo chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 115 nha cô chú ơi. Rồi em đo phỏng tán ngang nha. Tán ngang khoảng 1 mét nha cô chú. Rồi xem vòng cho cô chú xem. Bộ đế này em chưa khai thác nha cô chú. Tàn em không dám khai thác nhiều cô chú. Bầu ghim luôn ha. Bầu ghim luôn. Dạ. Rồi em đo cái hoành thân của cây nha cô chú. Rồi hoành thân ở vị trí này là 32 nha cô chú ơi. Dạ. Rồi em quay vòng cho cô chú tham khảo nha. Rồi mã số 8 này em giao lưu với giá là 1.500.000 nha cô chú. Em cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú. Rồi, lấy cây lên. Rồi. Trời nắng đi. Rồi. Rồi, tiếp tục là mã số 9 nha cô chú ơi. Cũng là phôi miệt quế lá chung mâm chùm nha cô chú. Cây này đế khá đẹp nha cô chú. Trực lắc, cây này dáng khá đẹp. Rồi, em đo chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 78 nha cô chú ơi. Rồi, đường kính bầu là 46. Rồi, em đo hoành thân của cây. Hoành thân của cây là 32 nha cô chú. Rồi. Mã số 9 này em giao lưu với giá là 1.100.000 nha cô chú. Em bao sống bao ship toàn quốc luôn nha. Bộ đế khá đẹp nha cô chú. Số này dạ, cây luôn. Ủa cây số này số mấy? 9 số 9 rồi. Tới số 10. Rồi. Rồi tiếp tục là mã số 10 nha cô chú. Cốp nè. Cốp đắt lượng dữ lắm nha cô chú. Chiều cao nó là 1 mét nha cô chú. Tán ngang là khoảng 60 nha cô chú ơi. Em đo thử cái thoát thân nữa. Thoát thân khoảng 46 nha cô chú. Rồi em đo hoành thân ở vị trí này nha. Vị trí vị trí này là 27 nha cô chú. Rồi, cây số 10 này em giao lưu với giá là 900.000 nha cô chú. Cây này khá đẹp nha cô chú ơi. Đọc số điện thoại lần nữa. Rồi, số điện thoại của em là 0971 052 039 nha cô chú. Rồi, mong cô chú ủng hộ. Dạ, để cây luôn. Rồi, xuống cây được.
Rồi, phôi số 1, 11 nè. Là phôi việt quế lá chung bông chùm nha cô chú. Cũng là một cốt nha, cây khá đẹp nha cô chú. Giá cũng quá dễ chơi luôn cô chú ơi. Rồi, em đo chiều cao của cây nha. Chiều cao của cây là 1m. Rồi, đường kính bầu ở vị trí này là 22 nha cô chú. Rồi. Rồi, cây 11 này em giao lưu với giá là 500 ngàn nha cô chú. Cây quá dễ chơi cô chú. Giá quá quá hợp lý rồi. Rồi. 12, 12 đâu. Rồi. Lật. Rồi, tiếp tục là một cây miệt quế lá chung bông chùm nha cô chú. Cây tàn tròn đẹp nha cô chú. Tàn này khá đẹp á. Rồi, em đo chiều cao của cây nha. Chiều cao của cây là 1m1 nha cô chú. Tán ngang khoảng 1m2. Bầu ghim nha cô chú, em không khai thác nha cô chú. Cây tàn em không khai thác. Sợ yếu cây á cô chú. Rồi em đo hoành thân ở vị trí này nghe cô chú. Hoành thân 25 nghe cô chú. Rồi, em đo quay vòng cho cô chú xem khảo nha. Rồi mã số 12 này em giao lưu với giá là 1 triệu nghe cô chú. Cũng em bao ship toàn quốc luôn nghe cô chú. Rồi, đổi cây. Rồi. Xuống sao nè, sao nè. Lấy sao chứ. 13. Đây à? 13 đâu? Đây à? Rồi, tiếp tục là mã số 13 nha cô chú. Một cốt lắc lượng nha cô chú. Lắc lượng cây này khá đẹp nha cô chú. Cái này về cô chú có tháo này ra cũng lực nha cô chú. Đây cũng lực nha cô chú. Một cốt nha cô chú. Rồi, em đo chiều cao của cây nha. Chiều cao của cây ý chí này là 1m25 nha cô chú. Đó, em đo hảo cái thoát thăng của nó nè. Thoát thăng của nó khoảng 54. Rồi. Rồi, em đo hoành thăng ở chí này nha cô chú. 32 nha cô chú. Rồi. Quay vòng cho cô chú tham khảo luôn. Mã số mấy ta? 13. Dạ, mã số 13 này em giao lưu với giá là 1,4 triệu nha cô chú. Em bao ship toàn quốc luôn nha. Cây này dáng khá đẹp đó, nó có cành bay này cũng khá đẹp, khá dễ thương nha cô chú. Rồi, đã cây luôn. Rồi, em đổi cây. Rồi, tiếp tục là mã số 14 nha cô chú. Một cây miệt quế lá chung bông chùm nha cô chú. Cây tàn em phơm tàn lên cho gọn nha cô chú. Sang dòng đi. Rồi, sang dòng cho cô chú tham khảo nha cô chú. Rồi. Chiều cao nó là 90 nha cô chú ơi. Bầu ghim luôn nha cô chú. Rồi, em đo vị trí ở trên đây luôn. Vị trí trên đây là hoành 26 nha cô chú. Đường kính bầu hơi to nha. Đường kính bầu 42. Rồi, cây mã số 14 này em giao lưu với giá là 1 triệu mốt nha cô chú. Em bao ship bao sống toàn quốc luôn nha cô chú. Rồi, đã cây luôn. Rồi. Rồi, mã số 15 này là một cây miệt quế lá chung bông chùm nha cô chú. Cây tàn rất đẹp nha cô chú. Tàn cũng khá đều nha cô chú. Rồi, em đo thông số của cây nha. Chiều cao khoảng 1m3 nha cô chú. Tán ngang khoảng 1m6 á. Tàn nó quá bự nha cô chú.
Rồi em đo Quỳnh Thăng. Quỳnh Thăng đo trên này đi. Hai vị trí. Đây, hai vị trí đi ha. Rồi ở đây là 27 nha cô chú. Vị trí dưới đây nó hơi có cục này. Dưới luôn đi. Dưới luôn. Dưới cái mắt. Dưới mắt luôn. Dưới mắt luôn Quỳnh Thăng 38 nha cô chú. Rồi, ở đây có mặt cắt ha. Có mặt cắt nhưng mà nó lành cô chú, nó kéo dài cô chú. Rồi mã 15 này em giao lưu với giá là 1,6 triệu nha cô chú ơi. Em bao sóng bao ship toàn quắc luôn nha cô chú. Rồi. Rồi, cây cũng khá luôn. Đều quá. Rồi tiếp tục là một cây nguyệt quế lá chung bông chùm nha cô chú. Này là mã 16 nha cô chú. Rồi. Rồi. Rồi em đo hảo chiều cao cô chú ơi. Chiều cao của cây khoảng 80. Yeah. Rồi em đo Quỳnh Thăng nha. Quỳnh Thăng ở vị trí này là 29 nha cô chú. Xe dập đấy. Rồi. Rồi mã 16 này em giao lưu với giá là 1,000,000 nha cô chú. Em bao ship bao sóng toàn quắc luôn nha cô chú. Bộ đế cũng khá đẹp nha cô chú. Rồi, đã cây luôn. Rồi. Rồi, mã số 17 là một cây nguyệt quế tàn nha cô chú. Cũng là lá chung bông chùm nha cô chú. Cây tàn tròn khá đẹp nha cô chú. Một cốt nó lắc lên đây nó cũng nhìn thấy cũng dễ thương nha cô chú. Lắc giống như xe cũng đẹp. Đế khá đều nha cô chú, đế đẹp nha cô chú. Rồi em đo hảo chiều cao của nó nè. Chiều cao nó khoảng 1m4 nha cô chú. Tăng ngàn đi. Rồi. Tăng ngàn khoảng 1m5 nha cô chú. Chi cành lực lực nha cô chú. Rồi em đo Quỳnh Thăng luôn. Rồi Quỳnh Thăng ở vị trí này là 35 nha cô chú ơi. Rồi mã số 17 này em giao lưu với giá là 2,5 triệu nha cô chú. Em bao ship bao sóng toàn quắc nha cô chú. Dạ, đã cây luôn. Rồi. Rồi, tiếp tục là một cây nguyệt quế tàn nha cô chú. Mã số 18. Rồi em quay. Bầu này bầu ghim nghe cô chú, em chưa khai thác nữa chú. Bầu này bứng về là mình em vệ sinh cái là em lên clip luôn cô chú. Rồi em đo chiều cao nha. Chiều cao khoảng 1m1 nha cô chú. Tán ngang khoảng 1m. Rồi em đo một vòng cô chú tham khảo nha. Rồi em đo Quỳnh Thăng. Quỳnh Thăng ở trên này 25 nha cô chú. Quỳnh Thăng 25. Rồi mã số 8 này em giao lưu với giá là 1,000,000 nha cô chú. Em bao ship bao sóng toàn quắc luôn nha cô chú. Rồi đã cây luôn. Rồi. Rồi tiếp tục là mã 19 nha cô chú. Cũng là phôi của cây nguyệt quế lá chung bông chùm cô chú. Tàn mà em phơm lại cho nó gọn cho cây nó phẻ cô chú. Rồi em đo chiều cao của cây nha. Chiều cao của cây 80. Hào hảo ngang. Tán ngang khoảng 90 nha cô chú. Rồi, em xem dầm cho cô chú tham khảo nha. Rồi, em đo Quỳnh Thăng ở vị trí này là 25 nha cô chú. Rồi.
Hồi số 19 em giao lưu với giá là 900 ngàn cô chú, em bao ship bao sống toàn quốc luôn cô chú. Rồi, đã cây luôn. Rồi, tiếp tục là mã 20, là cũng là cây cuối clip luôn nha cô chú. Dáng cũng khá quái rồi chú. Ngã ngã nhìn thấy đẹp quá cô chú. Rồi, em đo hảo chiều cao nha cô chú ơi. Chiều cao nó khoảng 70 nha cô chú. Hào thử cái ngang nha. Rồi, tán ngang khoảng 90. Rồi. Rồi, em đo hoành thân của cây luôn cô chú. Rồi, hoành thân ở vị trí này là 24 nha cô chú. Rồi. Mã số 20 này em giao lưu với giá là 1 triệu nha cô chú. Cũng là cây cuối clip nha cô chú. Rồi, chào cô chú ạ. Cô chú xem kênh giá hợp lý, mong cô chú ủng hộ tiếp em ạ. Rồi, em chân thành cảm ơn. Rồi, chào anh Lê luôn. Rồi, kênh LTK Văn Sa xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác ở video lần sau.